Nếu các bạn học tiếng Trung mà mãi không tiến bộ thì đừng bỏ qua video này của mình nhá, vì rất có thể các bạn đã mắc phải một trong số những sai lầm mình sẽ chia sẻ sau đây. Đây, sau một khoảng thời gian học và dạy tiếng Trung thì mình có đúc rút ra một số những sai lầm mà những bạn mới học tiếng Trung thường mắc phải. Vậy thì các bạn hãy cùng theo dõi hết video này để xem các bạn có mắc phải sai lầm nào trong những sai lầm mà mình sẽ chia sẻ sau đây không nhá. Đây là những lỗi sai mình đúc rút trực tiếp từ trải nghiệm học và dạy tiếng Trung của mình. Lỗi sai đầu tiên chính là các bạn không chú trọng phát âm, hoặc thậm chí là chúng mình không học phát âm. Mình chắc chắn rằng các bạn đã nghe hoặc là biết đến tiếng Trung bồi rồi đúng không nào? Ví dụ như thế này. Ní sầu chiến, hoặc là chơi chim trần mơ, đúng không? Theo mình thấy thì học tiếng Trung bồi thì chủ yếu là các bạn đang muốn học nhanh, và bản chất của việc học tiếng Trung bồi thì chính là các bạn không học phát âm mà chúng ta đang dùng tiếng Việt để mô tả lại phát âm tiếng Trung. Mà đương nhiên là sẽ có những âm trong tiếng Trung mà chúng ta không thể dùng tiếng Việt để mô phỏng lại được, vì phát âm của các âm này hoàn toàn khác với phát âm của tiếng Việt. Ví dụ như là từ chẩn mây yọng, đúng không? Thì trong tiếng Việt âm y chúng ta đọc là gì? Đọc là y. Ví dụ như là y tá này, y phục này. Nhưng mà trên thực tế cái từ yang này để đọc là gì? Đọc là yang. Mà tiếng Trung bồi thì sao mà có thể mô phỏng được cái âm yang này, đúng không? Vậy nên chúng ta sẽ thấy nó được mô phỏng là giang. Và điều này sẽ để lại một hậu quả vô cùng lớn, đó là chúng mình sẽ phát âm sai. Mà phát âm sai thì đương nhiên là khi mình nghe người Trung Quốc nói thì mình không hiểu, và mình nói người ta nghe cũng không hiểu. Vậy thì dẫn đến là gì? Chúng mình không giao tiếp được, đúng không nào? Bên cạnh đó thì mình thấy có rất nhiều bạn đã thi được bằng HSK 5, 6 nhưng mà vẫn không giao tiếp được. Mình nghĩ vấn đề này thì chủ yếu nằm ở việc mục tiêu học của các bạn thôi. Có thể là mục tiêu của các bạn chỉ là để hoàn thành các kỳ thi, hoặc là các bạn đang quá chú trọng vào việc học ngữ pháp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sửa lỗi sai này đây nhỉ? Đơn giản thì các bạn hãy chú trọng vào việc học phát âm thôi. Các bạn hãy thử tưởng tượng như cái việc mà chúng ta học ngoại ngữ ấy, nó cũng sẽ giống như việc mà chúng ta xây một ngôi nhà. Mà xây nhà thì các bạn sẽ phải xây gì đầu tiên? Xây nền móng, đúng không? Và cái việc học phát âm cũng chính là cái việc mà các bạn đang xây móng nhà. Móng nhà càng chắc chắn thì nhà của chúng ta càng kiên cố. Ngày xưa khi mà mình mới học tiếng Trung thì ngoài việc học trên lớp, mình hay tham khảo một số những cái kênh dạy phát âm tiếng Trung ở trên YouTube. Ví dụ các bạn có thể tham khảo kênh Khoai Tây Yêu Tiếng Trung này, tại vì chị này đã có thời gian học tập và làm việc rất lâu năm ở bên Trung Quốc rồi nên chị ấy phát âm rất là chuẩn. Ngoài ra thì chị còn chia sẻ khá là nhiều các kiến thức hay liên quan đến văn hóa Trung Quốc nữa. Các bạn có thể tham khảo nhé. Hoặc không cần tìm đâu xa, các bạn có thể tham khảo ngay các cái video dạy phát âm của tiếng Trung Alpha. Cô Trang thì cũng là người có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và cô cũng đã từng học tập và làm việc ở bên Trung Quốc. Hơn nữa thì cô Trang cũng rất chú trọng vào phát âm nữa. Ngoài ra thì bản thân mình hiện tại còn đang theo dõi kênh Yǎn Chi Hài Yǔ Kè Tǎng. Thì đây là kênh dạy tiếng phổ thông cho người Trung Quốc nên là nó sẽ sử dụng hoàn toàn 100% là tiếng Trung. Vậy nên kênh này sẽ phù hợp với những bạn mà tiếng Trung đã tốt một chút rồi và muốn nghiên cứu sâu hơn về phát âm. Và sai lầm thứ hai đó là các bạn không học viết mà chỉ học nói. Khi mình đi dạy thì có rất nhiều bạn học viên nói với mình rằng là cô ơi, em chỉ muốn học nói thôi, em không học chữ Hán đâu. Thì lý do mà các bạn không muốn học chữ Hán thì có thể là xuất phát từ việc mà các bạn bị sợ chữ Hán. Vì chữ Hán nó là hệ thống chữ tự, học viết thì cũng được, đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu hay là mục đích sử dụng của các bạn. Nhưng mà bản thân mình ấy, nếu mà mình thấy các bạn lựa chọn cái cách học này thì nó sẽ rất là thiệt thòi cho các bạn. Vì chữ Hán thì không chỉ đơn giản là chữ viết mà nó còn chứa đựng một nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Việc các bạn học chữ Hán thì sẽ giúp cho chúng mình hiểu sâu hơn về văn hóa cũng như là đất nước Trung Quốc. Ví dụ như chúng ta biết thì chữ Hán bao gồm hệ thống chữ tượng hình, đúng không? Vậy thì các bạn có thể nhìn chữ Hán này nhá. Đây là chữ An, và chữ An này thì nó sẽ có bộ miên, có nghĩa là mái nhà, và bên dưới chính là bộ nữ, chỉ phái nữ nói chung ấy. Và nhìn vào chữ Hán này thì chúng ta có thể liên tưởng đến gì nhỉ? Người phụ nữ ở trong nhà thì an toàn, hoặc là nhà mà có người phụ nữ thì luôn an yên. Hơn thế nữa, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn học một ngoại ngữ và học cả chữ viết thì sẽ giúp bạn nhớ cái thứ ngôn ngữ này lâu hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là khi các bạn học được một thời gian nhưng mà do công việc quá bận này, các bạn phải tạm dừng, thì khi mà quay lại học ấy thì sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn cho các bạn. Và điều quan trọng hơn là gì? Khi các bạn không học chữ Hán thì sẽ gây ra rất nhiều hạn chế trong quá trình giao tiếp. Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể giao tiếp bằng giọng nói, đúng không? Chúng ta không thể nhắn tin này, chúng ta không thể đọc tin tức này, hay đơn giản là ví dụ mình muốn làm một cái thủ tục hay là mình ký hợp đồng gì đấy chẳng hạn thì cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, đúng không? Vậy nên nếu mình thấy các
bạn đã mất thời gian này, công sức này, tiền bạc này để học ấy, thì chúng ta đừng bỏ qua việc học chữ Hán. Còn nếu thật sự các bạn không có nhu cầu học viết chữ Hán thì ít nhất là hãy cố gắng nhớ mặt chữ. Ngay bản thân mình bây giờ bảo mình viết chữ Hán ra thì có thể một số chữ mình cũng không nhớ đâu, và kể cả người Trung Quốc cũng vậy, nhưng mà mình vẫn nhớ được mặt chữ. Và cái lý do mà mình nhớ được mặt chữ đấy là vì mình hay nhắn tin bằng tiếng Trung với các bạn Trung Quốc, hoặc là những lúc rảnh chẳng hạn mình có thể đọc các mẩu truyện ngắn bằng tiếng Trung, hoặc là xem tàu in, hoặc là xem phim không sắp chẳng hạn. Và một sai lầm tiếp theo mình nghĩ là có rất nhiều bạn mắc phải, và ngay cả bản thân mình khi mới học tiếng Trung ấy mình cũng gặp phải, đó chính là chúng ta download quá nhiều tài liệu, mua quá nhiều sách nhưng không dùng đến. Lúc mình mới bắt đầu học tiếng Trung thì mình rất là tích cực tham gia vào các hội nhóm và cộng đồng học tiếng Trung, và cứ thấy ai chia sẻ tài liệu miễn phí là mình download về, hoặc là ai recommend sách gì hay ho mình cũng mua về. Và kết quả là mỗi loại tài liệu thì mình học được một ít, cuối cùng thành ra kiến thức của mình thu nạp được ấy nó rất là lẻ tẻ và rời rạc, nó chả đâu vào đâu cả. Và mình nhận ra rằng thì thường khi mà mới bắt đầu học tiếng Trung ấy, các bạn sẽ không xác định được trình độ và mục đích học của mình là gì, vì không biết bản thân mình đang ở trình độ nào, cho nên là không biết mình nên lựa chọn tài liệu nào để học, và nhìn tài liệu nào mình cũng muốn đao về, sách nào mình cũng muốn mua, dẫn đến việc là chúng ta không tập trung học theo một lộ trình nào cả, và cuối cùng thì càng thêm hoang mang và mất thời gian. À, cho mình hỏi các bạn một câu nhé, các bạn học tiếng Trung để làm gì nhỉ? Vì thích xem phim không cần sắp này, đi du học này, hay là thi lấy bằng, hay là để xin việc? Việc mà các bạn xác định được mục đích học thì sẽ giúp các bạn tiếp cận được những cái tài liệu phù hợp. Thật ra trước đó khi mà mình mới bắt đầu học tiếng Trung thì mình cũng mất một khoảng thời gian khá là dài để loay hoay với việc xác định mục tiêu và tìm kiếm các cái phương pháp học phù hợp. Cũng chẳng giấu gì các bạn, trước đó thì mình đã thất bại với việc học tiếng Trung 2 lần rồi, và sau đó mình cảm thấy thật lãng phí thời gian và tiền bạc. Rồi mình tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân là rốt cuộc thì mình học tiếng Trung để làm gì? Sau khi mình xác định được cái mục đích học tiếng Trung của mình là đi du học Trung Quốc thì lúc đó mình thật sự đã không còn loay hoay nữa. Để xin học bổng thạc sĩ của Trung Quốc thì mình cần có bằng HSK 5 và bằng HSKK cao cấp. HSK là viết tắt của Khai Yu Sửa Pính Khẩu Sự, có nghĩa là bài thi kiểm tra năng lực tiếng Hán. Còn HSKK là Khai Yu Sửa Pính Khẩu Yu Khẩu Sự, có nghĩa là kiểm tra năng lực khẩu ngữ tiếng Hán. Rồi, mục tiêu đã có, mình bắt đầu tập trung tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc mà mình có thể ôn và luyện thi hai cái kỳ thi này. Còn về việc các bạn muốn xác định trình độ của bản thân thì các bạn đơn giản nhất là chúng mình hãy tham gia các cái bài test HSK. Các đề thi này thì trên mạng có vô vàn luôn, nên các bạn có thể dễ dàng lên và tải về và làm nhé. Sau khi giải quyết xong các vấn đề ở trên thì chúng mình sẽ bắt đầu vào học, đúng không nào? Vậy thì các bạn sẽ học gì đầu tiên nhỉ? Chúng ta sẽ có từ vựng, mẫu câu, ngữ pháp. Đối với bản thân cô Tiếu thì cô đã lựa chọn việc tích lũy từ vựng đầu tiên. Vậy thì cô lại hỏi các bạn một câu nhé. Khi các bạn học từ vựng tiếng Trung thì các bạn sẽ học bằng cách nào? Có phải là chúng ta sẽ học tất cả các cái list từ vựng ở trong sách này, hoặc là ví dụ bạn nào mà học theo từ vựng HSK thì chúng mình sẽ học theo cái trình tự là A, B, C, X, Y, Z, đúng không? Hoặc thậm chí là các bạn đặt mục tiêu là ngày hôm nay tôi phải học 20 từ, 30 từ hay thậm chí là 50 từ một ngày. Nhưng việc học từ vựng đơn lẻ lại chính là một sai lầm khi các bạn học tiếng Trung hay bất cứ một ngoại ngữ nào khác. Việc học từ vựng đơn lẻ thì xuất phát từ cái thói quen học truyền thống, và đây cũng là cách học theo lối mòn đã có từ rất lâu trước đó rồi. Ngày trước khi mà mình mới học thì cũng như thế các bạn ạ. Mình học từ vựng theo các chủ đề trong sách này, hoặc là những cái từ vựng nó khá là rời rạc, và mỗi ngày mình đặt mục tiêu mình sẽ học 25 từ. Lúc đó tưởng chừng là rất là nhớ, nhưng mà sau đôi ba ngày là mình quên sạch luôn. Ngoài việc học từ vựng đơn lẻ khiến chúng ta khó ứng dụng được từ vựng đấy vào trong giao tiếp thực tế, thì một hệ quả không tốt nữa của việc học từ vựng đơn lẻ đó chính là chúng ta dễ hình thành tư duy dịch word by word từ tiếng Việt sang tiếng Trung. Ví dụ trong quá trình mình tiếp xúc với những người học tiếng Trung ấy, mình thấy có rất nhiều bạn dịch câu tôi ăn cơm ở nhà hàng là 我吃饭在餐厅. Ở đây là các bạn đang tư duy dịch word by word từ tiếng Việt sang tiếng Trung, còn câu này nếu dịch đúng ra thì sẽ phải là 我在餐厅吃饭. Việc học từ vựng đơn lẻ sẽ biến các bạn thành một cuốn từ điển chết, nghĩa là chúng mình như một cuốn từ điển chỉ có từ vựng bên trong thôi, chứ mình không thể dùng cái từ điển đó để giao tiếp được. Nếu mà chỉ cần biết nhiều từ vựng là có thể giao tiếp thì chúng ta chỉ cần mua từ điển về học thôi, chứ cần gì phải đi học tiếng Trung, đúng không? Điều mình muốn nói ở đây là gì? Để nhớ được một từ vựng thì chúng ta cần ứng dụng và sử dụng nó ngay lập tức vào trong thực tế hàng ngày. Và để làm được điều này thì chúng ta nên học từ vựng theo cụm hoặc là học theo câu. Ví dụ thay vì chúng ta học chua là cái bàn,
ỷ zi là cái ghế, thì chúng ta hãy học một cái bàn là ỷ zhang zhuo zi, một cái ghế là yi ba ỷ zi. Hoặc thay vì học nải trà là trà sữa thì mình sẽ học luôn nó ở trong câu là tôi thích uống trà sữa, đúng không? Wo xi huan he nải trà. Và từ đó chúng ta có thể mở rộng thêm từ vựng bằng cách thay các cái loại đồ uống đó vào, ví dụ như là wo xi huan he cà phê là tôi thích uống cà phê, hoặc là wo xi huan he pí jiu là tôi thích uống bia chẳng hạn. Việc học từ vựng đơn lẻ ngoài cái việc nó tạo cái rào cản khi giao tiếp vì chúng mình mất thời gian sắp xếp và dịch các từ sao cho đúng thứ tự, thì nó còn dẫn đến một cái hậu quả nữa, đó là chúng mình sẽ sử dụng từ bị sai ngữ cảnh. Ví dụ chúng ta có từ mừng xiảng là ước mơ, đúng không? Và tiếng Việt chúng ta có cụm là gì? Thực hiện ước mơ. Nếu mà dịch đúng từ tiếng Việt sang tiếng Trung thì từ thực hiện nó sẽ là chìn xính. Vậy thì thực hiện ước mơ dịch sang sẽ là chìn xính mừng xiảng. À, không phải nhá. Trên thực tế thì tiếng Trung để diễn tả cái cụm từ này thì người ta sẽ dùng cụm là sứ xiên mừng xiảng. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng học từ vựng bằng cách là chúng ta sẽ đặt từ vựng đó vào trong cụm cố định hoặc đặt nó vào một trong câu cụ thể nhá. Một sai lầm nữa mà mình thấy rất nhiều bạn mắc phải khi học tiếng Trung nói riêng và ngoại ngữ nói chung, đó là các bạn ngại nói. Lý do các bạn ngại nói suy cho cùng thì cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ của bản thân các bạn thôi. Có thể là do tâm lý sợ sai này, nhưng mà các bạn càng sợ sai thì các bạn sẽ mãi mãi sai. Vì khi mà chúng ta không nói ra thì không ai biết chúng ta đang nói sai để sửa cho chúng ta, đúng không nào? Hoặc có thể là các bạn đang tự ti vì thiếu vốn từ vựng, đúng không? Nhưng nếu các bạn không phát thành tiếng thì từ vựng mà các bạn đã học mãi mãi chỉ xếp một chỗ trong đầu mà thôi. Tại vì không dùng đến, dần dần các bạn cũng sẽ quên từ đó và lại thành một vòng lặp thiếu vốn từ, xong lại học nhồi nhét và không sử dụng, rồi lại quên, rồi lại thiếu vốn từ, đúng không? Và cũng có thể là các bạn đang sợ bị đánh giá. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng chúng ta đang sử dụng tiếng Trung để nói chuyện với người Trung Quốc, và người Trung Quốc nói riêng hay là bất cứ người nước ngoài nào thì họ cũng sẽ không bao giờ đánh giá một người nước khác khi mà người đó đang sử dụng chính tiếng mẹ đẻ của họ để nói chuyện với họ đâu. Mà họ chỉ cảm thấy là ồ, sao một người nước ngoài mà lại có thể học được thứ tiếng của họ vậy. Khi các bạn nói chuyện với người Trung Quốc ấy thì chưa cần nói gì nhiều đâu, các bạn chỉ cần chào là ni hao ni hao thì ngay lập tức họ sẽ khen các bạn luôn là ni de Trung ngữ hen hao, ni de Trung ngữ hen bang, có nghĩa là gì? Ôi, tiếng Trung của mày giỏi thế. Thế nên là chúng ta hãy làm tốt tư tưởng cho bản thân rằng chúng mình luôn nghĩ tích cực. Có một cách này mình thấy rất là hiệu quả và các bạn thử áp dụng xem sao nhé. Trước đó khi mà mới học thì mình cũng ngại nói lắm, sợ nói sai bị cười chê mà, và căn bản là từ vựng cũng ít nên là không có dám nói nhiều. Thế là có một người bạn chỉ cho mình cách để cải thiện. Ban đầu thì mình sẽ tự quay các cái video để luyện nói, mỗi ngày mình cố gắng quay một cái chủ đề khác nhau, ví dụ như là giới thiệu bản thân này, nói về sở thích này, hay là nói về du lịch này. Việc quay video và giao tiếp với ống kính thì sẽ giúp cho chúng mình tự tin hơn rất nhiều. Không những thế, sau khi quay xong video thì chúng ta còn có thể xem lại xem là mình phát âm chỗ nào chưa ổn này. Chỉ trong vòng 1 tháng thì mình đã thay đổi hoàn toàn luôn, mình tự tin nói chuyện với người Trung Quốc luôn ấy. Đợt đấy mình còn áp dụng một cách nữa cũng rất là hay nha. Nếu mà bạn nào dùng iPhone giống mình ấy thì các bạn thử nói chuyện với Siri xem nhá. Từ những bước nhỏ này thì mình đã thông qua một số các cái ứng dụng để tìm người Trung Quốc thật và nói chuyện với họ. Các ứng dụng này thì có rất là nhiều, ví dụ như các bạn có thể lên các cái app để tải như là HelloTalk này, eTalk này, vân vân. Với các ứng dụng này thì chúng ta có thể tham gia vào các phòng riêng để giao lưu và nói chuyện với người Trung Quốc. Các bạn đừng ngại vì họ cũng không biết chúng ta là ai đâu. Ok, và trên đây là một số những chia sẻ của bản thân mình. Mình hy vọng là video này sẽ có ích phần nào để giúp các bạn cải thiện khả năng tiếng Trung. Nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên like và subscribe kênh của mình để theo dõi nhiều các video bổ ích hơn ở phía sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào tất cả, 再见.